đã quay lại với channel của Tiên. Và ngày hôm nay theo rất là nhiều bạn request thì rất là muốn Tiên làm tiếp video với lại Kyle, cho nên ngày hôm nay Tiên đã quay trở lại với một video mà rất là nhiều các bạn thích từ năm ngoái đến năm nay, đó chính là chủ đề Truth or Dare. Thì đây là một cái chủ đề mà Tiên chưa bao giờ làm với Kyle cả, cho nên là hôm nay chưa có gì làm với anh đâu. Em ghét cái trò này luôn. Sao không có gì ghét? Tại vì không thích trả lời câu hỏi hay gì? Tại vì có nhiều người có những cái câu hỏi quá là khó và Tiên sẽ có những câu hỏi quá là khó ngày hôm nay, cho nên là mọi người hãy đón chờ để xem coi là Kyle trả lời như thế nào cho mọi người. Quá vậy, không có gì để giấu hết đó mọi người. Để coi, ok. Ok. Rồi, truth là muốn quay lại với em vì không kiếm được ai tốt hơn. Dare là vẽ hai ai, vẽ Alana lên hai con mắt. Ok. Kyle sẽ chọn truth. Kyle quay lại với Tiên không phải vì Kyle không kiếm được ai tốt hơn, mà tại vì Kyle nghĩ á là Tiên hiểu Kyle nhất. Và hai cái đó nó khác nhau nha mọi người. Nên đó là lý do tại sao Kyle và Tiên quay lại á, chứ không phải là không tìm được ai tốt hơn. Of course sẽ tìm được nhiều người rất là tốt hơn á. Ừ, để coi. Cho ra kịp luôn á. Ok. Ra ngoài tìm luôn á bé. Ok. Để coi xong rồi cuối cùng cũng quay lại nha. Thôi thì Sure. Không đúng rồi. Giang và Kyle sẽ không có nói gì đâu. Không đúng rồi không? Yeah, đúng. Baby nói gì cũng đúng đó. Thì câu hỏi của Kyle là truth á, là bé nghĩ là ai trong đám bạn của bé mặc đồ xấu nhất? Trời ơi, anh yêu duyên quá à. Anh yêu duyên quá à. Hoặc là bé phải vẽ cái vòi con voi lên trán. Vòi con voi hả? Bé phải vẽ cái vòi con voi lên trán. Thôi dễ rồi, anh nói lên trán. Ủa sao vậy? Thôi, ông cũng trả lời. Chỉ là kỳ lắm. Mình đi lấy Helena. Mọi người á, bây giờ Kyle sẽ vẽ cái vòi con voi nha mọi người. Ở đâu đẹp đi, đừng có vẽ chỗ nào. Vẽ lên trán. Thôi, không vẽ lên trán. Nên vẽ lên má đi. Lên má hả? Ừ. Anh thôi nha, vòi con voi nó ra là vòi con voi á. Bi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái vòi con voi. Không phải vòi voi đó. Thế, cái đầu con voi xong rồi có cái vòi nữa mà. Để không mọi người? Nó không phải vòi voi. Cái này là trend mới á. Anh thích ở Mỹ hay là ở Việt Nam hơn? Lý do tại sao? Đe là tự up một tấm hình xấu của mình lên story. Kêu sẽ chọn truth và... Lát nữa anh không chọn truth nữa, anh không được chọn quá nhiều lần. Ok, vậy sau cái này Kêu bắt buộc phải chọn đe, đúng không? Đúng. Thì cái truth này thì Kyle nghĩ là Kyle sẽ thích ở Mỹ hơn. Cái lý do tại sao thì Kyle nghĩ là Kyle hợp với cái môi trường ở bển và Kyle hợp với bạn bè ở bển hơn là ở đây. Nên... Mở đó nữa đi. Ok. Đi đây. What? What the f***? Nhưng mà thường thường á, người ta sẽ nói á, là cái mà mình thích không phải là cái mình cần thiết. Cái mình thích cái mình thích không phải là cái cần thiết đối với mình. Nên đó là lý do tại sao Kyle đang ở Việt Nam. Câu hỏi thứ hai, ba với mẹ em thương ai hơn? Còn câu dare là em phải chạy ra đường và em la lên Việt Nam vô địch. Mình không. Thì em bị khùng. Em chọn chút tiếp. Ok. Em thương cả hai. Không. Ê, có ai hơn hết. Không được mọi không. Người. Ủa em được trả lời mà. No mọi không. Người chưa mọi người thấy không? Em cái... trả lời cả hai. Thương cả hai. Ý anh hỏi là phải chọn một trong hai. Không, thương cả hai. Không, phải chọn một trong hai chứ. Thương cả hai. Em không chọn cái đó. Ủa thì em được trả lời. Anh nói thương ai hơn. Anh thương ai hơn. Nhưng em cảm giác thật lòng của em là em thương cả hai bằng. Cho nên là em sẽ nói thương cả hai. Em có thương anh không? Không. Rồi, tiếp. Ok, có bao giờ cua bạn gái nào mà dính chưa dính chưa? Tại sao người ta từ chối? Đe là nhảy một bài nhạc mình tự tin nhất. Anh không có được chọn trước nữa rồi. Nhảy bài nào tự tin nha. Ke đầu hay đồ xoay đĩa gì đó. Bài nào tự tin hả? Cái hồ không phải là dancer người ơi. Hãy kể tên một đứa mà bé đang không thích hiện tại. Hoặc là tẩy trang hết và remove makeup và phải để mặt mặt gọi là gì? Mặt natural. Mặt màu. Mặt màu. Natural là mặt gì má? Mặt màu. Em không có nghĩ dài hết á.
không ghét ai nữa. Ghét người yêu cũ là được. Nhưng mà kêu đó có người cũ đâu mọi người. Không ghét ai nữa, không, tại chị ăn nấu mắm mấy cốc mà. Thì chịu thôi. Ủa nhưng mà, ê, hồi nãy là bé đã trả lời hai câu truth rồi. Là bây giờ không có được, không có được chọn truth. Thì đi tẩy trang đây, anh giúp em luôn rồi chứ gì nữa. Giúp gì? Tẩy không, tẩy cái giòi đó ra. Con gì anh tính nói con gì? Con gì? Không có gì hết. Ok. Thôi giờ đi tẩy trang nha mọi người. Em mới make up xong luôn á. Nhiều duyên quá. Thì anh đã nói là anh giúp cho em. Thấy không? Tẩy hết luôn cái mặt đó hả? Yes baby, tẩy hết luôn. Nói chung là mặt mộc natural. Không có được một cái gọi là cái gì make up ở trên mặt nữa. Anh giữ tóc cho em rồi không? Má, đúng rồi. Em để son được không? Không. Để cho được. Để son đi. Không. Chứ ghê lắm. Không trọng. Có son gì hết á. Cái này nó nguyên cái. Ghê không? Đâu, quay qua coi. Xong rồi. Xong chưa? Chả khác gì cả. Bây giờ sẽ đi rửa lại. Đợi xíu nha. Ok. Bây giờ Tiên sẽ rửa mặt bằng cái máy này. Tiên có cái, Tiên có cái sữa rửa mặt ở trên này rồi. Máy này là máy Luna 3 của Foreo. Thì máy nó nhìn quen quá à. Thì em hay sử dụng ở trên story em á. Oh true. Nói chung là Tin vẫn trung thành với em này. Thứ nhất là nó là có cái lông silicon rất là mềm. Và mình khi mà Tin rửa mặt á thì nó đi được hết rất là nhiều. Từ lỗ chân lông đến các cái bã nhờn trên da. Cho nên là rất 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 là sạch luôn mọi người. Cái thứ hai là sóng âm của T-Sonic thì nó giúp cho da có được một cái độ căng mịn nhất định. Anh xài này rồi mà đúng không? Chưa. Chưa anh cho anh xài rồi mà. No, em mua tặng em cái đi. Em còn cái trong á, anh đưa. Xấu quá. Nói chung là nó vừa làm nhỏ mặt Tiên nữa mọi người, hay lắm. Má Tiên bánh bao, Tiên rửa xong là lát nữa mọi người thấy vừa bánh sạch. Xèo. Nói chung là vừa sạch và vừa gọn da mặt nữa và vừa nhẹ mặt nữa, cho nên là mọi người yên tâm. Ngoài cái mặt trước á thì mọi người có thể sử dụng mặt sau để ví dụ như là mọi người massage. Đó, đều được luôn. Thì cái máy này nó còn có 4 cái loại luôn khác nhau là chống nhăn nè, các cái khuyết điểm ở trên gương mặt, ví dụ như là ngay khóe mắt hoặc là chỗ mép cười. Thì khi mà rửa mặt bằng cái này các bạn cũng thể chống lão hóa được cũng như là giảm cái nếp nhăn luôn. Rất là ok. Bây giờ Tiên sẽ rửa mặt và apply toner nha. Ok, Tiên đã rửa mặt xong rồi mọi người. Bây giờ Tiên sẽ apply toner. Mọi người thấy mặt mộc của Tiên không? Luôn. Dạo này nó hơi bị một chút ánh đỏ, mà bây giờ Tiên sẽ apply một miếng toner lên để cho mọi người thấy được. Anh bán tẩy trang rồi anh còn wow cái gì nữa. Thì anh muốn tốt cho da em thôi. Đây là cái đằng trước nè mọi người. Đây là bây giờ Tiên apply toner nè. Nó vẫn miếng này nó rất là sạch luôn. Còn miếng này. Yeah. Truth. Kể tên người yêu cũ. Tất cả những người yêu cũ luôn, tên rõ ràng ra. Đe. Đeo vớ lên tay hết video. Đè. Ghê lắm mọi người, chơi gì ông mình dơ. Ê nhưng mà lát nếu mà anh muốn nựng em sao? Anh nựng em làm gì? Tại vì anh thương em. Không, em không cần, cảm ơn. Ủa được quyền đó mọi người. Em không cần, anh thương em lúc này. Anh hồi đây ghê quá. Cái kia nữa. Ủa một tay thôi mà. Ủa mắc cười quá nha. Ủa sao rồi My cầm điện thoại? Ủa cầm vẫn được mà. Sao My cầm điện thoại được nên một tay thôi. Rồi ok. Câu hỏi thứ tư, người bạn trai cũ nào của em hun tệ nhất hoặc là dare là baby phải ăn một cái hỗn hợp. Cái hỗn hợp gì? Hoặc là ăn một chai ớt. Không phải người yêu cũ được. Thì tùy đó. Ai cũng được đúng không? Thôi người yêu cũ đi. Người yêu cũ hả? Người yêu cũ em đâu xưa giờ em đâu quen nhiều đâu. Ok rồi thôi. Cái bạn mà em quen xa á. Cái bạn mà em quen xa á. Hiểu. Sorry anh. Đây là phải chọn nha, không chứ không phải là gì hết. Ủa cần nói tên luôn. Không được nói tên, không được anh. Em nói người đó thôi. Fine. Truth. Anh đã có bao giờ. Anh ơi. Oh sorry anh quên. Có bao giờ anh ghost ai chưa? Đè, anh phải đánh son. Ghost ai hả? Yeah rồi cậu. Bao nhiêu người? Có nghĩa là anh không, anh tự nhiên đang nói chuyện người ta cái im luôn. Yeah, có rồi, cái này đâu sẽ nhận là có. Tôi nghĩ là khi mà nói ra thì nó cũng sẽ khá là worst. Worst là gì? Khá là tệ. Nên khá là tệ thực sự luôn á, nên thôi.
có nhiều trường hợp thì cái có nhiều chưa anh làm vậy nhiều chưa? Thì nhiều thì không nhiều nha, tại vì nếu mà mọi người nghĩ tới nhiều thì thường cái hồ sẽ nghĩ 10 trở lên đúng không, nhưng mà no không, đối với cái hồ thì chắc không tới 10 đâu. Cái hồ nghĩ cái hồ cũng cái hồ đã làm tầm chắc tầm 2-3 người. Ok. Yeah, lúc đó cái hồ nghĩ là tại vì cũng không có phải là cái gì mà quá serious, giống như là kiểu nói chuyện với mục đích quen nhau hay gì hết, nên nói chuyện vài ngày thì thôi, nếu mà thấy chán không nói nữa thôi, ghost thôi đúng không? Ghost thì anh phải nói thẳng chứ, anh không thích. Ủa mới nói chuyện được có 2-3-4 ngày rồi. Tại sao bây giờ người ta gan nhắn là anh không trả lời tao luôn hả? Ừ. Là anh không xin luôn, không dám trả lời luôn. Ừ, không xin không trả lời luôn. Rồi anh sẽ gặp lại người ta mà. Không, nhiều người là giống như là kêu sẽ gặp, giống như là một lần thì người ta học trường khác hoặc là học ở một cái bang khác thì giống như là kêu biết sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nên yeah, nếu mà ghost thì cũng không có gì đâu. Đâu có gì. Đôi khi coi lại tin nhắn chắc còn thấy chưa được. Tao coi tao đẹp dùm á. Ờ, câu này, câu cuối nè. Truth á, là nguyên năm qua Baby đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi từ những công việc của Baby. Hoặc là Dare là Baby phải remake cái Harlem Shake lại một mình. Nhưng mà nó phải có đụng một bảo hiểm rồi em làm. Thì bây giờ bé không cần luôn. Bé nhảy đúng không? Bé lấy một cái mắc kẹt hay cái gì xong rồi. Em đi cởi cái gió ra được chưa? Chưa hết mà. Chưa hết video anh không có được làm vậy. Anh ok, làm vậy bây giờ mình sẽ bật nhạc. 1, 2. Nói được rồi. Vậy là đã hết cái tour đêm lần này. Sorry mọi người, Đinh để mặt mọc hết nửa video. Nhưng mà cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video này của Tiên và Kyle. Cũng như là nói chung là mọi người nhớ follow Tiên trên Instagram, Kyle trên Instagram, cũng như là subscribe channel của Tiên. Và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video cực kỳ thú vị và những lần sau nha. Bye bye.